Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với fanpage cũng như là kênh YouTube của Hoàng Giang TV, kênh chuyên review về bất động sản tại Nha Trang. Thì hôm nay trong quá trình đi review bất động sản ở Nha Trang thì mình sẽ đưa các bạn đi xem một căn hộ cao cấp nằm ở trung tâm thành phố Nha Trang. Đây, trước mắt các bạn là cái view ban công của nó. Đây, chúng ta có thể thấy chợ đầm. Cái vị trí của căn hộ này, căn hộ cao cấp này là nằm ở trung tâm thành phố Nha Trang luôn nha. Căn hộ Nha Trang City Central. Ok, đến đây thì mình có thể thấy biển nè. Ok, cùng với mình đi xem bên trong có những gì. Đầu tiên đây là khi mà từ cửa bước vào, chúng ta thấy một cái tủ đây. Là cái nơi mà chúng ta để đồ đạc sau khi làm về, hoặc là kệ giày dép ở dưới đây. Các bạn có thể thấy kệ để giày dép rất là rộng, thoải mái để đây là khó thể khó từ đây. Trên đây thì cái không gian để đồ đạc rất là rộng. Tiếp theo là không gian nhà vệ sinh. Chúng ta có phòng tắm đứng, nội thất đầy đủ của nhà vệ sinh, nội thất của American Standard rất là xịn sò. Căn hộ được thiết kế khá là thông minh, tận dụng tối đa cái không gian, tận dụng tối đa diện tích. Đầu tiên là chúng ta xem phòng ngủ đầu tiên. Chúng ta cùng vào xem phòng ngủ đầu tiên. Đây là phòng ngủ lớn. Căn hộ này hai phòng ngủ nha. Đây là phòng ngủ lớn. Đây, không gian mà để mình bày trí giường hoặc là nệm. Đây là cái bàn làm việc. Đây, tủ để đồ. Đây, chúng ta có bốn cái tủ. Tủ quần áo, chúng ta có thể để quần áo trong đây, rất là rộng. Chúng ta có cái tủ để tivi, không gian để tivi trong phòng ngủ. Chúng ta bài trí một cái giường và có thể để cái tivi ngay đây. Ở đây thì chúng ta có thể làm bàn trang điểm. Tivi có các cái tủ thì chúng ta có thể để băng đĩa đồ. Đây là không gian của phòng ngủ đầu tiên. Thì phòng ngủ lớn thì có một cái toilet ở trong phòng ngủ, nằm bên trong phòng ngủ. Cũng có phòng tắm đứng, là nội thất là đầy đủ rồi, cũng là của American Standard luôn, một cái hãng nội thất khá là uy tín, chất lượng. Và cái đặc điểm lưu ý là thiết kế căn hộ này là máy lạnh âm tường, máy lạnh LV âm tường rất là gọn, nhìn cái không gian phòng ngủ nó rất là rộng, thoải mái. Đây, máy lạnh âm tường nha các bạn. Ok, tiếp đến không gian tiếp theo đó là cái không gian phòng khách và bàn ăn. Thì đây, không gian này thiết kế một cái bàn ăn. Cái bên đó là phòng khách, chúng ta có thể ngồi đây và ngắm khung cảnh ngoài ban công. Đây, chúng ta có thể thiết kế để cái tivi ở đây. Đây là không gian phòng khách, không gian bàn ăn. Ở đây thì chúng ta có thể trang trí thêm là tranh ảnh hay là giấy dán tường để làm sống động căn hộ của mình hơn. Ở phòng khách chúng ta còn có một cái máy lạnh âm tường nữa đây, rất là tiết kiệm không gian, cũng là của LG luôn, cực kỳ tiết kiệm không gian. Đây, chúng ta cùng tới với không gian bếp. Thì cũng như mình đã nói ở đầu clip là thiết kế của căn hộ này rất là
tối ưu hóa cái diện tích, nên đâm ra là thiết kế cái quầy bếp rất là gọn gàng. Đây là có không gian chúng ta để tủ lạnh, đây để vào đây. Đây là không gian bếp, đây có thể để một cái bếp từ ở đây, bếp từ ở đây. Đây thì mình đã set up sẵn vị trí mà để chúng ta kết nối cái máy hút bụi, máy hút khói. Đây kệ tủ để chén bát nồi rất là đầy đủ. Đây là những cái nội thất liền tường mà chủ đầu tư đã bàn giao. Đây có thể để chén bát, son, nồi, muỗng, đũa các kiểu, rất là rộng, rất là thoải mái. Đây cùng nhìn lại không gian bếp. Đây tiếp đến là phòng ngủ thứ hai. Căn hộ này là căn hộ 2 phòng ngủ nha các bạn. Thì hồi nãy là phòng ngủ lớn, còn đây là phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ nhỏ thì cũng có sẵn một cái tủ của chủ đầu tư bàn giao rồi, để chúng ta có thể để đồ tủ quần áo, hai bên tủ kéo nha. Rất là rộng, chúng ta để đồ vô tư. Trên đây thì có những cái ngăn nhỏ nữa để những cái vật dụng nhỏ hơn, những cái đồ dùng nhỏ hơn. Căn phòng ngủ nhỏ này thì cũng có máy lạnh âm tường, nên đâm ra là cái không gian nhìn nó rất là thoáng. Hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ, cao cấp. Đây cũng có một cái hai phòng luôn, hai phòng đều có một cái kệ để tivi. Chúng ta có thể để tivi ngoài phòng khách, chúng ta có thể set up thêm một cái tivi trong phòng ngủ nữa. Đây là bàn trang điểm. Đây là cái phòng ngủ thứ hai, thì chúng ta có cái view, cũng có được cái view nhìn ra thành phố. Đây là chợ Đầm, nhìn ra chợ Đầm. Sáng ngủ dậy là có thể ngắm thành phố liền. Đây là phòng ngủ thứ hai. Chúng ta cùng nhìn lại xung quanh phòng ngủ thứ hai. Căn hộ này là rất là cao cấp, nằm ngay trung tâm thành phố. Chúng ta còn một không gian chưa xem nữa. Đây là một cái không gian mà để thiết kế để mở máy giặt, cũng như là mở cục nóng máy lạnh ở đây. Không gian này chúng ta có thể dùng để phơi đồ, làm sân phơi đồ cũng được. Đó, chúng ta đủ đầu tư để ấy sẵn cái ống thoát nước để chúng ta làm bỏ cái máy giặt là giặt đồ. Không gian này có thể làm cũng có thể tạo là sân phơi đồ nữa. Chúng ta cùng xem lại một vòng căn hộ để mình quay lại các bạn để dễ tưởng tượng hơn. Từ căn hộ đi vào chúng ta sẽ thấy một cái kệ tủ đầu tiên, sau đó là tới nhà vệ sinh của căn hộ. Nhà vệ sinh lớn, có phòng ngủ đứng, có phòng tắm đứng. Ok, là phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ lớn đầu tiên, có toilet bên trong. Tiếp đến là không gian bàn ăn và phòng khách. Tiếp đến là không gian bếp, là phòng ngủ thứ hai. Mình xin nhắc lại, đây là căn hộ City Senjo, nằm ở đường Phan Chu Trinh. Con đường này thì nối thông với hai ngã 6 lớn của Nha Trang, là ngã 6 Quang Trung và ngã 6 Lý Thánh Tôn. Ok, đây là cái view ban công nha các bạn. Ngay trung tâm thành phố thì kết nối ở đâu nó cũng tiện. Chợ Đầm nè, Tháp Chầm Hương nè, rồi những cái địa điểm du lịch.
cũng rất là di chuyển rất là thuận tiện. Căn hộ rất là cao cấp, chúng ta cùng đứng ở ban công và nhìn lại một lần nữa. Chỉ hơn 2 tỷ đồng một chút là quý anh chị có thể sở hữu cái căn hộ như thế này. Quý anh chị nào quan tâm, cần tụi em tư vấn thêm, cần muốn đi xem căn hộ thì vui lòng là anh chị liên hệ với số điện thoại dưới phần mô tả. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video này. Nhớ like và chia sẻ, nhớ like và đăng ký và chia sẻ để xem được những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.